Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đấy, chính là nếu trong tình yêu mà các bạn cứ đòi thắng người đàn ông cái thứ này ấy, thì tức là các bạn đã thua trong việc có được trái tim của họ. Đó là cái điều gì vậy? Điều gì mà mình không khuyến khích rằng các bạn cứ phải thắng? Đấy chính là đừng cố gắng để thắng trong một cuộc cãi vã. Vì trong một cuộc cãi vã thì không có người nào thắng, cũng không có người nào thua cả. Ngay cả khi họ chiếm thế áp đảo hay bạn chiếm thế áp đảo, thì ai thắng trong một cuộc cãi vã thì người đấy cũng là người thua. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cuộc cãi vã, cả hai cùng bị tổn thương. Và ngay cả khi bạn là người sai đi chăng nữa, hay ngay cả khi anh ấy là người sai đi chăng nữa, chẳng ai muốn thừa nhận cái sai của mình cả. Người ta chỉ biết rằng đối phương làm mình tổn thương và mình đang phải chịu đựng cái sự tổn thương đó. Ranh giới giữa cái đúng và cái sai trong tình yêu nó quá mong manh. Và các bạn đến với nhau không phải để lấy phân định ai đúng ai sai. Các bạn đến với nhau là để yêu nhau. Mình biết là trong tình yêu thì con gái đôi khi nghĩ rằng mình là một người nên được yêu chiều, cho nên luôn luôn chiếm cái thế áp đảo. Là cái gì thì gì, anh cũng phải nhường nhịn em chứ, rồi anh cũng phải làm lành với em chứ, đúng không? Và nói gì thì nói, các bạn là con gái, các bạn cũng muốn là mình sẽ được một cái ưu thế hơn. Đương nhiên, ở trong những cái hoàn cảnh phù hợp thì các bạn có thể đòi hỏi cái quyền lợi đó. Nhưng nếu thực sự để bước vào một cuộc cãi vã, một cuộc tranh luận nảy lửa, mà thậm chí có thể nói những cái lời mà làm tổn thương nhau á, thì lúc đấy mình lại khuyên các bạn là không nên tranh giành phần thắng đâu. Cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên trong ngày hôm nay á, đấy chính là hãy luôn luôn có cái tâm niệm trong đầu mình là mình không bao giờ phải cãi nhau với người yêu. Các bạn ạ, có thể là có những mâu thuẫn, có thể có những cái bất lòng, nhưng chẳng bao giờ phải cãi nhau cả. Bởi khi một khi đã nói đến cái từ cãi nhau ấy, tức là mức độ của nó rất là nặng. Các bạn cãi nhau tức là các bạn to tiếng với nhau, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm với nhau, thô tục với nhau. Và thế là có những người còn đánh nhau nữa. Vậy thì cái mức độ nó rất là nghiêm trọng như thế. Các bạn nghĩ rằng sau tất cả những cái tổn thương đó về mặt thể chất, về mặt tinh thần, mà các bạn còn yêu nhau được lâu dài không? Nếu cứ để điều đấy xảy ra, tức là các bạn đã giết chết tình yêu của mình rồi. Vậy thì là một người văn minh, hãy hiểu rằng chúng ta yêu nhau bằng một tình yêu văn minh, và không có cái khái niệm là cãi nhau hay là chửi nhau trong tình yêu. Bản thân mình trong cái tình yêu và cuộc hôn nhân của mình ấy, đương nhiên nó cũng sẽ có mâu thuẫn chứ. Đương nhiên sẽ có những lúc bất đồng chứ, mỗi người một ý và mỗi người một cá tính. Nhưng mà bản thân mình thì luôn luôn có một cái nguyên tắc ạ. Tức là lúc nào mình cảm thấy rằng mình được nước, người ta nhường nhịn mình ấy, thì mình có thể nói, mình xả hết cái tâm tư tình cảm của mình ra để người ta hiểu, để nói cho người ta thấu hiểu rằng tại sao mình lại như thế. Còn lúc nào mà mình thấy là mình nói xong rồi người ta cũng đang tức lên rồi, người ta còn tức còn cao hơn mình nữa, thì lúc đấy mình sẽ phải trùng lại. Bởi vì mình, người ta bảo là lựa cơm gắp mắm ấy, thì mình có thể tự hào để một chút để nói rằng mình cũng là một người ứng dụng cái điều lựa cơm gắp mắm cũng khá là tốt. Tức là lúc nào mình cảm thấy rằng mình có thể lên được, có thể tức lên được một chút thì mình cứ tức. Còn nếu như thấy người ta cũng bị tổn thương quá, người ta cũng tức lên rồi thì thôi mình xuống. Bởi vì mình không bao giờ có khái niệm mình phải thắng trong cái cuộc cãi vã đấy cả. Bởi vì dù gì thì gì, mình cũng biết được rằng chúng ta đến với tình yêu này là chúng ta đủ văn minh để ứng xử với nhau bằng một cái tình cảm nó văn minh nhất. Không có khái niệm cãi nhau, có bất đồng, có bất đồng, có mâu thuẫn, nhưng không phải cãi nhau. Không phải là anh ở đây gào lên cái lý lẽ của anh, em gào lên cái lý lẽ của em, không. Mà trong những cái tình huống như thế, một là chồng mình sẽ học cách là thôi, lựa lời, không có nói cái gì mà làm mình tức hay nữa, và lắng nghe mình. Còn mình thì cũng thế, lúc nào mà anh tức quá thì thôi, mình cũng sẽ lắng xuống, mình sẽ dừng lại. Thì như vậy trong cái cuộc tình này bọn mình sẽ không bao giờ có khái niệm cãi nhau hay chửi nhau hết, hay thậm chí là có những cái tình huống mà nó căng thẳng đến cao trào thì không. Và nhiều khi trong những cái buổi tư vấn mà mình lắng nghe các cô gái cứ nói về bọn em cãi nhau, rồi là bọn em chửi nhau, rồi bọn em còn đánh nhau nữa, thì mình thực sự trong lòng mình nghĩ, tại sao yêu nhau mà phải như vậy với nhau, đúng không? Chúng ta văn minh mà, chúng ta là những người văn minh, hãy yêu nhau và ứng xử với nhau một cách văn minh, ngay cả khi chúng ta xảy ra những mâu thuẫn. Còn nếu như mình văn minh mà người ta không văn minh thì sao? Thì lúc đấy mình phải xem lại người ta. Cái lúc người ta tức giận cũng là lúc để các bạn nhìn rõ bản chất con người của người đàn ông đấy nhất, để các bạn biết rằng ồ,
Nếu tức giận mà người ta đối xử với mình như thế này á, thì đấy chính là bản chất của người ta. Mình có thể gắn bó cả đời với một người không văn minh không? Trong khi chúng ta là những người văn minh, đúng không? Cho nên không đánh cãi chửi nhau khi mà có mâu thuẫn. Còn nếu có cái tình huống đấy xảy ra thì mình sẽ không bao giờ để người đàn ông đấy bước vào cuộc đời của mình thêm nữa. Đấy là thời gian để chúng ta nhìn nhận lại. Còn các bạn phải luôn luôn khắc ghi ở trong suy nghĩ của mình rằng không bao giờ có khái niệm đánh cãi chửi nhau trong tình yêu. Không cãi nhau để làm gì cả. Chúng ta ở đây là để thấu hiểu nhau và ứng xử với nhau một cách văn minh, ngay cả khi có những mâu thuẫn và có những cái rào cản trong cái việc không thấu hiểu nhau. Cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, đấy là đừng nói những lời làm tổn thương. Bởi vì mình biết rằng khi các bạn tức lên là các bạn sẽ làm nói những lời làm tổn thương nhau. Nhưng mà mình phải có cái khả năng lý trí để mình có thể nhận biết được điều đó. Ví dụ, các bạn cứ nói rằng anh là một người đàn ông vô tâm, anh là một người đàn ông vô lý, anh là người không đáng mặt đàn ông như thế này thế kia. Lúc tức giận các bạn sẽ nói những câu như thế. Thì các bạn có biết điều gì không? Khi mà các bạn bới móc những cái sai lầm của người khác ra thì người ta có thể bới ra cả tá cả đống những cái sai lầm của các bạn. Đấy, ví dụ như là mình lịch sự với nhau để không bóc mẽ nhau ra cơ, thì có thể là người ta cũng lịch sự với mình, người ta không bóc mẽ mình. Nhưng một khi mình bóc mẽ rồi ca cái là người ta có cả tá cả đống để nói về các bạn luôn. Nói thẳng là như thế. Cho nên bằng cái cách đấy thì cuối cùng là như thế nào? Tổn thương sau tất cả, đau, tổn thương. Mà nếu sau tất cả vẫn còn yêu nhau, vẫn phải quay lại với nhau, thì thực sự nó cũng là một cái nỗi đau quá là lớn. Và tình cảm nó cũng không thể nào mà gắn kết như trước đây được, vì tất cả những cái tổn thương, những cái câu nói nó xúc phạm đến nhau như thế. Và là một người thông minh trong cuộc sống này, muốn có hạnh phúc thì không phải là cái câu gì mình nghĩ ra mà mình cũng nói đâu. Thế cho nên những lúc tức giận như thế, mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ kiềm chế lại bản thân mình. Ít nhất là mình không thể nói được những câu ngọt ngào thì thôi mình im. Mình im đi để mình có thời gian bình tĩnh lại. Sau đó là cái điều số 4 các bạn nên làm, đấy chính là xem lại bản thân mình. Xem lại là mình có sai không? Mình ứng xử như thế đã đúng chưa? Bởi vì trong rất nhiều tình huống là cái người sai cũng là mình đó. Và nếu sai thì đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có đàn ông thì phải làm lành với các bạn. Nếu thấy mình cũng sai, hãy làm lành. Hãy đảm bảo rằng trong tình yêu của các bạn sẽ có sự nỗ lực của cả hai. Có những lúc người đàn ông của các bạn làm lành, mà có những lúc các bạn chủ động làm lành. Thì như thế nó sẽ tạo được cái sự gắn kết và liên kết giữa các bạn, để biết rằng chúng ta vẫn còn cần có nhau, chứ không phải trong tình yêu này chỉ có một người đang nỗ lực. Rồi sau khi các bạn đã chủ động làm lành rồi, thì đừng quên là hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách văn minh nhất. Nếu các bạn cảm thấy rằng nói chuyện với nhau quá khó, hãy nhắn tin. Đây là một cái phương pháp rất là hiệu quả đấy. Nhắn tin, lúc đó các bạn không phải đối mặt với nhau, nó sẽ dễ dàng hơn để các bạn ứng xử một cách văn minh hơn, để nói ra những cái điều mà với cái tâm lý là mình nói những cái điều này vì mình mong những cái điều tốt nhất trong mối quan hệ này, vì mình muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, chứ không phải là mình muốn chỉ trích xem ai đúng ai sai. Đừng bao giờ để những cái ấm ức khó chịu ở trong người mà không bao giờ các bạn giải tỏa. Hãy giải tỏa nó ra nhưng với tư thế của một người văn minh, và dùng những lời lẽ nó lịch sự với đối phương. Thì bằng cách đấy đối phương sẽ hiểu bạn hơn, bạn cũng sẽ giải tỏa được những cái suy nghĩ của mình. Ngay cả khi anh ấy không đồng tình với bạn thì trách nhiệm của bạn cũng phải là bày tỏ suy nghĩ của mình để anh ấy hiểu, chứ đừng bao giờ cứ giữ nó ở trong lòng, xong ấm ức trong chỉ vì mà vẫn còn cần người ta lắm nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng. Thì đừng như thế các bạn ạ. Ít nhất có thể là đối với một số những người đàn ông, người ta chưa hiểu được bạn luôn, người ta chưa thấu hiểu và đồng tình với bạn luôn, thì ít nhất anh ta cũng biết rằng à, đấy là quan điểm và cảm xúc của bạn. Thì người ta hiểu rồi thì lần sau có thể người ta biết, người ta sẽ tránh đi. Hoặc là dần dần với cái suy nghĩ thế, người ta cũng sẽ hiểu và thấu hiểu bạn hơn, và từ đó làm cho nhau hạnh phúc. Chứ đừng bao giờ có những cái ấm ức, có những cái khó chịu, có những bức xúc mà không bao giờ dám nói ra, chỉ vì sợ là mình nói ra thì cái mối tình này nó sẽ kết thúc. Thì cũng đừng bao giờ như thế các bạn nhá. Nói chung, dù các bạn dùng cách gì để có thể có được cái sự thoải mái cũng như giải tỏa được cảm xúc của mình, thì cái nền tảng của nó cũng là sự văn minh. Hãy nói chuyện với nhau dựa trên tư cách của hai người văn minh lịch sự, tuyệt đối không dùng những lời lẽ thô tục, chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, thậm chí tát nhau, vả nhau. Đừng bao giờ làm như thế. Mình cảm thấy rất là buồn khi trong những cái bức thư mà các bạn gửi đến cho mình ấy, còn có những bạn nam mà bạn không bạo hành với bạn ý, mà bạn nữ còn bạo hành, cứ tức lên là cho mình cái quyền được tát, được vả người đàn ông. Các bạn ơi, đấy là một cái sự xúc phạm quá lớn đối với người đàn ông đó. Đừng làm như thế. Mình đã nói rồi, ngay cả khi không sống được với nhau, phải chia tay nhau thì phải chia tay trong văn minh, chứ không nhất thiết phải làm cái việc động tay động chân đó.
và những cái lời lẽ nó thô tục với nhau các bạn nhá. Và hãy nhớ rằng trong một cuộc cãi vã, bạn thắng tức là bạn đã thua hoàn toàn trong việc có được trái tim của họ. Đừng bao giờ cố gắng để thắng trong một cuộc cãi vã, mà hãy tìm cách để có thể tìm hiểu về, thấu hiểu về nhau hơn và làm cho nhau hạnh phúc nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, chị cho em làm phiền chị một chút được không ạ? Em được biết đến chị cũng khá lâu rồi và thực sự cảm ơn chị về những điều chị đã chia sẻ cho mọi người. Hôm nay em có một vấn đề mong chị giải đáp giúp em. Hy vọng giữa hàng ngàn tin nhắn gửi cho chị thì chị có thể đọc được tin nhắn của em ạ. Em năm nay 25 tuổi, đang sống ở Đà Nẵng. Bạn trai thì giờ là người yêu cũ, 27 tuổi, là bộ đội hải quân, cũng ở Đà Nẵng. Tụi em quen nhau cũng được gần 2 năm, tuy cùng ở Đà Nẵng, nhưng vì tính chất công việc của anh ấy nên tụi em chỉ có gặp nhau khoảng 1 tuần một lần và khoảng vài tiếng thôi ạ. Anh ấy thì nhìn chung là cũng là người tốt, hiếu thảo, có lòng thương người, không lăng nhăng. Anh ấy cũng là một người khá chất phác và thật thà. Đó là những điểm tốt của anh ấy mà em kể ra để chị có cái nhìn khách quan hơn mà cho em lời khuyên ạ. Ngoài những điểm tốt trên thì anh ấy cũng có rất nhiều điểm làm em rơi nước mắt rất nhiều ạ. Qua gần 2 năm yêu nhau thì em thấy anh ấy là một người khá gia trưởng, ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình trước khi nghĩ đến cảm xúc của người yêu như thế nào. Trước đây có những lần em chỉ nói vu vơ là anh mua cho em thỏi son này hay cái váy nọ, hoặc chỉ là mà em hết tiền nhờ anh bắn cho thẻ cào, nhưng anh liền tỏ thái độ khó chịu với em và nói anh có thể mua cho em những thứ đó nhưng anh không thích em chủ động nói ra như vậy, kiểu như đang xin vậy chị ạ. Em thì buồn không phải vì không có thỏi son hay cái váy, mà buồn chỉ vì những cái đó mà anh ấy cũng nói nặng lời với em như vậy. Trong khi những người con trai khác, khi người yêu họ thích gì, nếu vừa khả năng thì họ sẽ cố gắng chiều người yêu của mình. Còn người yêu em thì lại nói những lời khó nghe như vậy. Tất nhiên, cũng một vài lần anh ấy chủ động mua cho em, nhưng không nhiều. Em thì không quan tâm đến chuyện quà cáp nữa, nhưng em chỉ sợ người yêu mình là một người đàn ông keo kiệt với vợ con sau này. Cãi nhau nhiều lần vì chuyện tiền bạc nên giờ thời gian sau này em cũng không nhắc gì đến chuyện tiền bạc nữa. Nhưng anh lại là một người thích chơi trò im lặng. Mỗi khi cãi nhau, em thì muốn giải quyết trong ngày. Mỗi lần cãi nhau, khi em tức lên, em có tính xấu là hay chửi bới anh, có khi chửi những câu thậm tệ, và anh thì cứ im lặng vài ngày hoặc cả tuần. Anh nói anh chán ghét việc em nghe em chửi rủa. Anh có xin lỗi và im lặng, sau đó thì anh mới chủ động nói chuyện, rồi quay lại. Em rất khó chịu, điều đó em cũng có nói nhỏ nhẹ. Và anh lúc làm hòa thì hy vọng chúng ta sẽ cãi nhau sẽ giải quyết trong ngày, chứ đừng im lặng vài ngày mới nói chuyện nữa. Lúc đó thì anh cũng đồng ý, nhưng khi nào cãi nhau thì anh lại im lặng. Tính ra từ năm ngoái đến giờ, tháng nào tụi em cũng cãi nhau và im lặng khoảng một tuần mới nói chuyện lại. Em cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay vì khi yêu em thấy cãi nhau nhiều quá và không tìm được tiếng nói chung, nhưng lại không dám rời bỏ. Cứ khi nào nói quay lại là em lại dễ dàng bỏ qua. Gần đây anh phải đi biển tầm 2 tháng, sóng điện thoại thì chập chờn. Nhưng lúc có sóng thì anh lại liên lạc với em, nhưng đôi khi cũng hay gây chuyện. Và gần đây nhất là hôm em nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid, em bị lây trong công ty. Em đã muốn anh an ủi, động viên, nhưng khi anh có sóng điện thoại thì anh chỉ hỏi là ăn chưa, sau đó không hỏi thăm sức khỏe của em như thế nào, mà chỉ là những lời lẽ trách móc em hay đi chơi nên mới bị bệnh. Thực sự lúc đó em rất thất vọng. Người con trai mình yêu 2 năm khi nghe tin mình bị bệnh lại không được câu an ủi động viên nào mà chỉ toàn là trách móc. Trong lúc tức giận em cũng chửi bới anh ấy rồi nói câu chia tay. Anh thì nói em cứ hở ra là nói câu chia tay, cứ hở ra lại văng tục chửi bới. Em kiên quyết chia tay, anh cũng đồng ý. Và giờ là hơn 10 ngày em nằm trong viện điều trị rồi, anh không một tin nhắn hỏi thăm. Em biết em sai khi đã chửi bới anh ấy trong lúc nóng giận. Em có hứa nhiều lần với anh ấy là sẽ bỏ tính xấu đó nhưng chưa bỏ được. Với lại anh ấy cũng là người nóng tính như em, khi tức lên anh ấy cũng chửi rủa em, nhưng khi làm hòa thì hứa là không như vậy nữa. Em xác định là sẽ chấm dứt với anh rồi, nhưng em cảm thấy buồn tủi vì trong khi em đang bị bệnh, anh ấy lại không hề bỏ qua cơn nóng giận mà hỏi thăm em một lời. Người ta nói hết tình còn nghĩa mà anh như cạn nghĩa. Em xin chị cho em lời khuyên vượt qua giai đoạn này được không ạ? Em cảm ơn chị.
Em thân mến, thực ra chị thấy trong cái tình yêu này người có lỗi nhiều hơn là em, người sai nhiều hơn là em, và dẫn đến cái kết cục ngày hôm nay tồi tệ như này cũng là do em. Tại do em luôn đòi hỏi, em cứ luôn trách móc người ta nhưng chưa bao giờ em chất vấn lại chính mình để nghĩ rằng mình sai nhiều hơn là mình đúng. Đúng không em? Chị nhận định rằng trong cái tình yêu này anh người yêu em chưa được khéo, chưa thấu hiểu tâm lý của con gái. Nhưng nếu như người yêu em chỉ chưa khéo trong tình yêu thôi ấy, thì em lại rất sai trong cái cuộc tình này. Người ta chỉ chưa khéo nhưng em thì là sai. Em sai quá nhiều nhá. Bây giờ chị phân tích cho em để em hiểu này. Ví dụ ngay từ vấn đề đầu tiên, anh ấy em muốn người yêu em mua cho thỏi son, em muốn người yêu em mua cho cái váy, em muốn người yêu em nạp thẻ cho em, đúng không? Mong muốn rất đơn giản, rất bình thường. Nhưng vấn đề là người con gái mà khéo léo và thông minh ấy, người ta sẽ làm cách khác chứ người ta không làm giống như em đâu. Chị nói thật là nếu chị là đàn ông mà chị thấy người yêu của chị đòi như thế chị cũng không thích. Mặc dù khả năng của chị không chỉ mua được cái thỏi son đấy mà chị còn mua được chục thỏi son như thế nữa cơ. Không chỉ mua được cái váy đấy, mua được chục cái váy như thế nữa cơ. Hoàn toàn có thể cho được. Anh ấy nói rất đúng. Em là em ứng xử không cuốn hút chứ không phải vấn đề ở anh ấy đâu. Không phải anh ấy ki bo keo kiệt đâu em ạ, mà là vấn đề ở em đấy. Em không khéo trong việc xin hoặc là muốn anh ấy cung cấp cho em. Em phải biết này, người đàn ông họ muốn là tự họ cung cấp cho em chứ không phải là em xin mà người ta cho. Thứ nhất em xin như thế hình ảnh của em rất kém cuốn hút, người ta thấy chán lắm em ạ. Không ai thích yêu một cô gái kém cuốn hút như thế đâu. Em cứ nghĩ mà sao em là đàn ông mà người đàn ông xin, em là đàn ông mà một cô gái xin em như thế, em cũng không thấy cuốn hút một chút nào cả. Nhiều người ta chán, người ta không thấy em cuốn hút, người ta bỏ em ấy chứ. Không phải là vì người ta không thể cung cấp cho em mà vì người ta không có cái cảm giác người ta hạnh phúc, người ta sung sướng và người ta muốn được cung cấp cho em. Bây giờ chị chỉ cho em một cái cách khéo léo để được người đàn ông cung cấp cho em nhá. Và rồi bằng cách đấy em sẽ nhìn ra ngay anh ấy có phải là người ích kỷ hay không. Ví dụ thích một cái váy, chụp ảnh cái váy đấy, gửi cho anh ấy bảo anh ơi cái váy này xinh nhở, đáng yêu thế. Đấy, thỏi son cũng nhắn tin gửi cho anh ý, anh ơi thỏi son này chắc là màu lên màu rất là tươi này, thích thế. Ví dụ nhỉ, em chỉ có nói thích thế thôi nhá. Đừng bao giờ nói anh mua cho em đi. Bằng cái cách như thế, nếu một người đàn ông người ta thực sự yêu em ấy, người ta sẽ thấy là ồ bao nhiêu để anh mua cho. Hãy để anh ấy phải nói ra câu để anh mua cho, chứ không phải là em xin anh mua cho em đi. Thực sự mua cho em đi xong rồi lặt thẻ cho em đi. Chị thấy nó chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng nó mất hết giá trị của một người con gái. Em ạ, nó mất hết sự cuốn hút của một người con gái đi. Em ứng xử như thế là không cuốn hút và phản ứng của anh ấy là rất bình thường, của một người đàn ông rất bình thường, chứ không phải là anh ấy sai. Em không cuốn hút chứ không phải anh ấy sai nhá. Cái cách xin của em nó chưa đúng, khéo léo ra ấy, như chị nói. Mình nói như thế, người ta có từ chối mình, mình cũng không mất mặt đi đâu. Chứ còn bây giờ mình xin cái thỏi son mà người ta không mua cho, xong người ta còn mắng mình, thế thì mình chẳng mất mặt không ạ? Đúng không? Thì ra mất mặt không cuốn hút, đấy là cái cách mà em đã sai. Em chưa biết cách ứng xử, chứ không thể nào đổ hết đầu lên lỗi cho người đàn ông bảo là người ta keo kiệt à? Em nhá, bằng cái cách mà chị chỉ cho em sẽ biết có phải thực sự anh ấy keo kiệt hay không. À mình bảo mình thích cái váy này, mình không đòi. Anh cảm thấy rằng anh có khả năng anh thích thì anh mua cho em, mà anh cảm thấy anh không có khả năng anh không mua thì thôi. Thì mình cũng biết rằng là anh ấy có quan tâm đến mình không, anh ấy có chăm sóc cho mình không. Và chị muốn hạn chế cái việc là nếu mình có khả năng để lo cho mình thì đừng dựa dẫm vào đàn ông, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông phải có trách nhiệm lo cho mình những cái thứ đấy. Mình có quyền bày tỏ như chị kể ở trên, để rồi mình biết xem người đàn ông này có thực sự quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, hay là người ta không tiếc gì mình cái gì không, hay là người ta tiếc mình cái gì. Người đàn ông thực sự yêu em, họ sẵn sàng mua cho em, và họ muốn được chủ động mua cho em. Thì đấy là cái cách em kích hoạt cho người đàn ông chủ động muốn mua đồ cho em nhá, chứ không phải như cái cách em làm trước đây quá kém cuốn hút nhá. Rồi sau mình gợi ý xong mà anh không mua cho mình tự mua cho mình có tiền mình tự mua cho mình. Đấy là điều kém cuốn hút của em. Cái thứ nữa là khi cãi nhau là đòi chia tay, khi cãi nhau là chửi rủa nhau. Thực sự chị không thể chấp nhận được cái điều này, bởi vì suốt một năm qua bọn em toàn là như thế này thì bảo làm sao mà bây giờ tình yêu nó không hết. Tình yêu của em chết trong sự nhục mạ, chết trong sự chửi rủa, chết trong những cảm xúc tiêu cực dần dần. Em đã đầu độc cái tình yêu của em suốt gần đấy thời gian, bảo làm sao mà nó không chết, đúng không? Cái lúc mà em cầm cái kết quả xét nghiệm COVID, đúng không? Em bị dương tính rồi. Chị biết cái mong muốn của em là sẽ nghe được một câu nói là người yêu của anh còn sao không? Anh thương em lắm, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá, anh muốn ở bên cạnh em ngay bây giờ để chăm sóc cho em mà bây giờ anh không đến được, đúng không? Những cái câu nói đại loại như thế, em thích như thế, đúng không? Người đàn ông người ta không đọc được suy nghĩ của em. Em không nói không ai người ta biết.
em phải thế nên em bị thiếu một cái kỹ năng cho người đàn ông biết em muốn cái gì. Đồng thời em cũng phải hiểu này, thực ra cái tâm lý của người đàn ông em rất bình thường. Anh ấy mắng em là tại sao đi chơi như này để mắc bệnh, đúng không? Em có biết tại sao người đàn ông nói như thế không? Đấy là tâm lý của một người đàn ông thực sự là người đàn ông của em. Là một người lo lắng cho em, người ta mới nói như thế. Chứ không phải là người ta không lo lắng cho em mà người ta nói như thế đâu. Chỉ là cái thứ mà người ta trao đi không phải là thứ em muốn nhận. Cho nên thành ra em nghĩ rằng người ta vô tâm, nhưng không phải như thế. Bây giờ biết người yêu mình mắc bệnh này, lại người yêu mình không nghe lời mình, suốt ngày hay đi chơi thế này thế kia này, nên người ta nghĩ rằng em hay đi chơi nên em mới bị bệnh. Em ứng ấm ức, em thấy người ta không hiểu mình thì em tức luôn. Nhưng mà bình tĩnh lại, em phải hiểu rằng phản ứng của anh ấy là rất bình thường. Anh ấy không có sai đâu. Đáng nhẽ lúc đấy anh ấy sai. Chị muốn nói với em rằng người ta sai thì mình hãy đúng, chứ không phải người ta sai thì mình sai theo người ta. Không phải là người ta sai một mình còn sai hai cơ. Thì đấy là em đấy. Em làm như em giết chết tình yêu rồi, xong lại để tình yêu chết trong chửi rủa, chết trong những cái cảm xúc tiêu cực của bọn em. Đáng nhẽ lúc đấy anh ấy nói rằng tại em đi chơi xong rồi mới bị bệnh như này. Mình im lặng đi, lúc nào mình bình tĩnh mình nhắn lại cho anh ấy: anh à, không phải em đi chơi mà em bị bệnh đâu, em bị ở trong công ty. Anh có biết không, cái lúc mà em nhận được cái kết quả xét nghiệm này, em mong chờ nhiều nhất một câu nói, đấy là: em ơi, em có sao không? Em có ổn không? Anh thương em lắm. Anh muốn được ở bên cạnh chăm sóc em nhưng mà anh đã không đến được. Nếu anh có thể nói với em một câu này thôi thì tất cả mọi khó khăn, tất cả mọi rào cản em có thể vượt qua được hết. Em không cần gì cả, em chỉ cần một câu nói như vậy của anh thôi. Nếu em biết xử lý tình huống như thế, em biết gạt đi tất cả những lời chửi rủa của em để làm đúng khi mà anh ấy làm sai, thì có lẽ cuộc tình của em nó đã khác rồi. Cho nên chị không biết là em theo dõi chị được bao lâu rồi, thế nhưng mà thực sự là cái ứng xử của em nó quá kém cuốn hút. Em chưa phải là một cô gái khéo léo, em vẫn là một cô gái rất bản năng. Như chị muốn em hiểu này, trong tình yêu nó cần rất nhiều nhân tố. Một là mình phải khéo léo, hai là mình phải tinh tế, ba là mình phải biết cách để mình có được những thứ mình muốn. Chứ không phải là cái cách mà giết chết tình yêu như này. Em thiếu quá nhiều trong tình yêu này. Nhưng chị hy vọng rằng những cái phân tích của chị dành cho em nó sẽ khiến em tỉnh lại, để mình cứu vãn được cái tình yêu của mình và sẽ khiến nó trở nên thăng hoa hơn. Không ai có trách nhiệm trong việc phải quan tâm em, không ai có trách nhiệm phải yêu em. Em phải hiểu điều đấy, không ai có trách nhiệm phải chu cấp cho em. Người ta chỉ làm những điều đấy khi người ta muốn mà thôi nhá. Khi em xứng đáng, em đủ tốt đẹp và người ta muốn làm điều đấy cho em mà thôi. Chứ em phải học cách khéo léo hơn nhá. Thì xem thêm nhiều video của chị để trở thành một người con gái độc lập này, bản lĩnh này, tự do này, khéo léo này, thông minh này. Đấy, để tình yêu của mình nó sẽ có lý do để nó được sống này, để nó được đầy đủ chất dinh dưỡng và nó để xanh tốt, để nó mãnh liệt hơn. Thì bây giờ chị hy vọng rằng em sẽ nhận ra những cái sai của em sau khi chị đã phân tích cho em thấy. Và một cái hồi chuông cảnh tỉnh này, tình yêu của em sẽ chết, chết hẳn nếu như em cứ tiếp tục phun vào đấy những cái lời chửi rủa. Bây giờ chị nghĩ rằng em phải cam kết với chính mình, hãy dùng thời gian im lặng này đi, im lặng này, để rồi em sẽ nhìn lại chính mình rằng mình có thể cam kết rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ dùng những lời lẽ chửi rủa nữa hay không. Và nếu như em không thay đổi được giống như những lần trước em hứa ấy, mà em cũng không làm được ấy, thì chị nghĩ rằng có quay lại bọn em chẳng hạnh phúc đâu. Thì thôi, giải thoát cho nhau luôn đi, chị nói thật đấy. Còn nếu như hãy dùng cái thời gian im lặng này để thực sự sẽ có một cái khoảng thời gian mà mình sẽ nhìn nhận lại con người của chính mình. Mình cam kết rằng cuộc đời mình không bao giờ mình dùng những lời lẽ chửi rủa nữa. Không yêu nhau nữa, chia tay. Không dùng để làm gì cả. Mình là những con người văn minh chứ không phải người đầu đường xó chợ đâu mà chửi rủa nhau, đúng không? Cứ cho người yêu em sai đi. Em sai, người yêu em sai thì em làm đúng. Em làm đúng một lần, hai lần thì em mới nói được người ta, đúng không? Em mới nói người ta mới sửa được. Chứ còn em cũng sai lè lè ra, anh cũng suốt ngày sai, em bắt người ta phải sửa, em sao người ta sửa được, đúng không? Mình phải làm gương cho người ta chứ. Đấy, cho nên là cam kết với chính mình này, nếu tình yêu này mình có thể không bao giờ dùng đến những câu chửi rủa nữa, thì hãy hy vọng rằng nó sẽ có cơ hội. Còn nếu em nghĩ rằng em vẫn cứ tiếp tục thì không, em sẽ chẳng có cơ hội đâu. Quay lại và em cũng không hạnh phúc nhá. Xong rồi thời gian này thì thôi cứ im lặng đi, bởi vì bây giờ em cũng đang là người bị bệnh, đúng không? Đang người bị bệnh ở đấy mà anh cũng chẳng quan tâm gì, thôi thì cứ để xem anh ấy có hỏi mình, hỏi thăm mình một câu nào không. Đợi đến lúc mình khỏi bệnh rồi mình tính tiếp. Chị nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm em sau khi mà đã nguôi ngoai rồi. Thì lúc đấy hãy nhận lỗi với anh ấy nhá. Hãy nhận lỗi giống như chị đã chỉ ra cho em những cái lỗi nào dẫn lỗi với anh ấy, để rồi tình yêu này nó sẽ bền vững. Chứ đừng chờ anh ấy phải quay lại với em, hay là lúc anh ấy nhắn tin cho em nó không đủ quan tâm xong lại hậm hực khó chịu, thì em giết chết luôn cái tình yêu này.
Thì đấy là những cái lời chia sẻ của chị dành cho em. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.